Năm 2021, đau thương và gian khó, mất mát và hy sinh. Một năm nhân loại trải qua vô vàn cuộc chia ly khốc liệt vì đại dịch Covid-19, thảm họa thiên tai. Nhưng 2021 cũng là năm chứng kiến những cuộc hồi sinh mạnh mẽ của tình yêu và khát vọng. Từ trong khắc nghiệt, mầm sống sự sống sinh sôi, nỗ lực kết nối, thành tựu tạo thành. Cùng VTV8 nhìn lại hành trình đầy nước mắt của chia ly và hạnh phúc ấy trong chương trình đặc biệt thường niên Hành trình hạnh phúc 20:05 ngày 31 tháng 12 năm 2021 trên VTV8.